quay trở lại lại hại hơn xưa. Xin chào tất cả mọi người, chào mọi người quay trở lại với nhóm review. Thì đã lâu mình không ra video, thì hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn về một cái bo điều khiển mình mới thiết kế xong. Đây, thì bo điều khiển này là điều khiển qua Bluetooth. Đây. Với bộ sản phẩm này, các bạn có thể sử dụng Bluetooth HC06 hoặc là HC05. Đây. Tính năng là điều khiển 10 thiết bị này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 thiết bị qua điện thoại Android. Đồng thời là có thể điều khiển trực tiếp bằng nút nhấn này, với nút nhấn này. Ở đầu ra có chân NO, chân COM và chân NC. Thì tùy vào các ứng dụng của các bạn sẽ đấu vào chân NO hoặc chân NC tương ứng. Bluetooth HC0, ở đây mình sử dụng con HC05. Nguồn vào là 5V. Giờ sau đây mình sẽ test thử cho các bạn xem. Ở đây thì mình sẽ kết nối thử một cái bóng đèn. Bóng đèn 220V vào một cổng bất kỳ. Một chân vào chân COM này, một dây còn lại vào chân NO hoặc chân NC tùy vào cái ứng dụng. Chân NC là thường mở, còn chân NO là thường đóng. Đây, mình lắp vào cổng bảy này. Cấp nguồn 5V cho bo điều khiển. Rồi, thì phần mềm điều khiển trên điện thoại này. Ở đây mình có phần mềm này. Thì đầu tiên các bạn phải kết nối Bluetooth với lại cái module này đã. Thì cái việc kết nối này các bạn chỉ cần kết nối lần đầu tiên thôi. Đây, ở đây mình đã kết nối rồi. Và cái để mình xóa đi, quên đi, bỏ đi, mình kết nối lại. HC05 này. Đấy, thì bắt đầu là mật khẩu của nó là 1, 2, 3, 4. Thì cái mật khẩu này các bạn có thể thay đổi bằng bằng cách set up cái module này thông qua URT. Đấy, ok. Đây, đã kết nối. Các bạn vào phần mềm, ấn chọn Bluetooth, kết nối. Đó. Thì điều khiển tương tự này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đấy, đây cổng thứ 7 thì đèn nó sẽ bật. Tắt này. 10 cổng. Tắt bật. Phản hồi khá là nhanh. Đấy, thì đây là điều khiển qua điện thoại này. Các bạn có thể xoay ngang điều khiển vẫn được. Còn về nút nhấn này. 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À, cái chỗ này mình ký hiệu ngược nhé. Chân 1 là từ đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đấy. Thì khoảng cách điều khiển Bluetooth này khoảng 15m, 15m đến 20m, khoảng cách xa nhất đấy. Thì ở các cái video trước mình có module điều khiển Bluetooth nhưng mà có 4 cổng thôi. Ở cái lần này thì mình làm khoảng 10 cổng. Điều khiển là 10 thiết bị luôn. Và thêm cái nút điều khiển trực tiếp trên bo mạch. Các bạn có thể câu cái những cái chân nút nhấn này ra để lắp vào cái hộp tủ điện. Ok, thì cái video này của mình đến đây là kết thúc.
Thì nếu bạn nào có cái ý kiến nào hay để phát triển thêm cái sản phẩm này thì có thể comment ở phía dưới để mình cải thiện và phát triển thêm cái sản phẩm có nhiều tính năng hơn và hữu ích hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.